Ok, hello, chào mừng anh em đã tiếp tục quay trở lại với kênh Chu Thợ Xây nha. Hôm nay lại tiếp tục chia sẻ cho anh em cái kỹ năng cách làm sao để làm mặt tường xoa nách, bức tường làm sao cho chuẩn đẹp nhất. Anh em nào mới qua kênh mình nhớ để lại cho mình xin một lượt đăng ký kênh, một like, một bình luận kênh nhé, để mình có động lực hơn nữa làm video hay hơn nữa để phục vụ cho anh em nhé. Chúc anh em có một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Đăng ký kênh anh em nhá. Thank you.
Thank you.